Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường đã phát động phong trào tháng tình nguyện hiến máu cứu người trong toàn lực lượng. Mở đầu phong trào, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của gần 200 cán bộ của Tổng cục, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Lạng Sơn. Chương trình đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên Tổng cục Quản lý Thị trường trong các hoạt động thiện nguyện, nêu cao hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp và văn hóa của lực lượng, góp phần hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện nhằm giảm bớt khó khăn do thiếu máu, phục vụ công tác cấp cứu điều trị hiện nay. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, chương trình này sẽ được nhân rộng trong toàn lực lượng quản lý thị trường, đảm bảo số lượng người tham gia hiến máu đạt tối thiểu 30% trên tổng số công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên của đơn vị. Dự kiến toàn lực lượng quản lý thị trường sẽ hiến khoảng 3.000 đơn vị máu trong đợt phát động năm nay.